Các bác có biết BMW còn có một tính năng, đó là tự lùi xe 50m và tự vào chuồng và vào giữa hai xe, nghĩa là lùi giữa hai xe và còn lùi về phía sau xe tự động 100%. Nào cùng em khám phá nha. Việc hay nhất mà để chiếc xe có thể lùi tự động là chúng ta kiếm một khoảng cách có thể phù hợp với chiếc xe. Ví dụ mình thấy cái khoảng cách ở bên trái mình nè, có khoảng cách nè, thì trước hết chúng ta việc đá chúng ta thứ nhất chúng ta cần thể sắt dây an toàn, hệ thống lùi xe tự động mới hoạt động. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ đá xi nhan về hướng chúng ta muốn quẹo, muốn lùi, chúng ta ấn vào nút cảm biến. Rồi, vị trí này nó sẽ hiện lên tính năng parking assistant là tích kích hoạt. Mình chỉ đá xi nhan về hướng mình muốn vào vào giữa hai xe thôi. Và xe nó sẽ báo chỉ chạy tốc độ dưới 30 km/h giờ. Ấn lại. Tính năng này rất là hay, nó sẽ giúp bạn đỡ mất công xử lý một số vấn đề về có thể là bạn có thể nghe nhạc thưởng thức trong quá trình xe lùi, và có thể tập trung vào trả lời điện thoại nè, cũng sẽ đỡ một phần tâm hơn. Ra thì việc tiếp theo mình chỉ việc cảnh thán bóc là vị trí parking assistant, nó có hệ thống nút đi ra ngay đây, ấn vào đây, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Nếu trong chiếc xe mình còn một tính năng nữa khi chạy ở tốc độ 30 km/h, ví dụ mình làm cái hẻm như thế này đi, đường phía trước nó rất là gọi là nhỏ đấy nha, mình không thể quay đầu xe được, mình thấy vào cái lỗ như thế này chạy nó như vậy, mình có thể phục đuổi vào đây nha. Việc bây giờ việc mình quay đầu xe đặc biệt đối với phái nữ rất là khó đó mà, nhưng đối với BM mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 50m, mà nó đi như thế nào nó sẽ đi lại vậy ở tốc độ bằng chạy dưới 30 km/h. Trả về số lùi, bấm vào reversing control, tiếp vào thôi. Việc còn lại bạn cái thắng dừng cái xe, còn cái cách mà hồi nãy xe bạn đi vào, cách bạn quay vô lăng ra sao, xe sẽ nhớ lại toàn bộ quá trình bạn đã đi, và bạn chỉ việc di chuyển như thế này và để ý hai bên hông có ai chạy để đâm vào không, tại vì 50m đâu biết gì xảy ra, cái xe sẽ nhớ là bạn đã đi ra sao, đi như thế nào, cách nào để bạn qua một cái lỗ nhỏ như vậy. Chúng ta còn 15m này. Đó, thì thấy là mình đã vượt qua được cái chỗ khó khăn rồi. Giờ mình chỉ việc là vào đê trở lại và đi thôi. Sướng không?